thương nghiên đồ. Thương nguyên đồ. Tập 2 đêm nay quyết liệt lên nào. Chết bản rồi, biết bản rồi. Xếp hạng mới nhất ra lò rồi. 3 ngày sau 16 hạng đầu sẽ tham gia dòng sơ tuyển đại hội chiến liên. Mong các vị chuẩn bị sẵn sàng. Đại sư huynh Ngô Kỳ quả nhiên hạng nhất. Bạch sư huynh dọn lên hạng 3. Không hổ là thiếu chủ của gia tộc Thâm Tôn. Sao Mạnh Xuyên sư huynh lại tụt hạng nữa? Chắc chắn phải tụt rồi. Hắn dễ tranh còn siêng năng hơn luyện đao nữa. Mạnh đầu gỗ, sao lại phớt lờ ta? Dân đại tiểu thư của ta ơi, lại chuyện gì nữa đây? Cùng ta đến Đông Sơn nắm riết đi. Được không? Không rảnh. Lại không rảnh. Tháng này huynh đã từ chối ta tận 7 lần rồi đấy. Rốt cuộc huynh có xem ta là vị hôn thê của huynh không hả? Dạo này Mạnh sư đệ lời biến quá nhỉ? Lại tụt hạng rồi. Người làm sư huynh như ta không thể để mặt ngươi cứ thế này được. Vậy Bạch sư huynh có gì chỉ giáo? Ta đích thân chỉ giáo ngươi. Từ ánh mắt hắn có thể nhìn ra hắn muốn đánh ta. Từ ánh mắt hắn có thể nhìn ra hắn biết ta muốn đánh hắn. Từ ánh mắt họ có thể nhìn ra hình như họ sắp đánh nhau vì ta. Từ ánh mắt họ có thể nhìn ra không ai để ý kỳ thế rút đao bảnh bao của ta. Cả năm nay suốt ngày ngươi không đọc sách dễ dời thì hiện công pháp Yên Ngưng với cô nàng của Liệt Dương Diện, quả thật cảm giác không hề tiến bộ. Công pháp Yên Ngưng, công pháp Yên Ngưng, công pháp Yên Ngưng. Sao hả? Bạch sư huynh nhanh tẩy à? Sức mạnh của viên mãn cảnh giới tẩy tủy thật không phải chuyện đùa. Nhanh tẩy với một kẻ vô tích sự mới bước vào cảnh giới tẩy tủy. Lại suốt ngày mơ mộng mong ngộ ra bí kíp như Mạnh Xuyên ngươi à? Cốt về nhà dễ canh đi. Động tác dứt khoát mạch lạc, chiêu nào cũng đánh thẳng vào nhược điểm của Bạch sư huynh. Nhưng Mạnh sư huynh chỉ ở kỳ giữa cảnh giới tẩy tủy. Bạch sư huynh thì viên mãn cảnh giới tẩy tủy đấy. Mục tiêu của ta là ngộ ra bí kíp. Cái trò đòi xuất cảnh giới tu hành tự các ngươi thấy vui là được. Nghe đẹp ngươi bằng cảnh giới, ta rất vui. Bí kíp mà Mạnh sư huynh nói là gì vậy? Ngươi đến phải không? Trong năm cảnh giới tu hành lớn của chúng ta, bốn cảnh giới lớn đầu tiên tuy cũng xem trọng năng khiếu bẩm sinh, nhưng với phần đông mọi người chỉ cần khổ tu rồi sẽ đột phá được. Còn muốn đột phá đến cảnh giới thứ 5, cảnh giới vô lộ,
thì người tu luyện buộc phải ngộ ra bí kíp của riêng mình. Nếu không sẽ mãi mãi chỉ dừng bước ở cảnh giới thoát thai. Bạch Quán sư huynh dốc toàn lực rồi. Vậy mạnh sư huynh mấy kỳ giữa cảnh giới tẩy tụy, sao lại nghĩ đến chuyện xa vời như thế? Thế nên mọi người mới cười nhạo hắn đấy. Đi còn chưa dừng bước đã muốn chạy. Cảnh giới cao hơn ngươi chính là chân lý. Đừng có mang bí kíp ra làm ta di tổn. Kính hồ diện các ngươi sôi nổi thế, cho ta gia nhập với được không? Thất Nguyệt, sao mụ đến đây? Không phải đã nói gì nhà luyện bắn cung với ta hả? Ta đợi huynh ở ngoài cổng cả buổi đấy. Đang bị kẻ khác níu chân còn gì? Mạnh Xuyên, nhờ nữ nhân giải gì? Chính là bí kíp của ngươi hả? Ngươi đang sủa à? Mạnh sư đệ, 3 ngày sau là dòng sơ tuyển đại hội chính yêu, còn chưa ngộ ra được bí kíp mà cảnh giới thì lại bỏ bê đội sộ. Đệ thật sự tự tin đến thế về lựa chọn tu hành của mình sao? Không phiền đại sư huynh bận tâm, 3 ngày sau gặp tại dòng sơ tuyển. Đi thôi. Mạnh Xuyên, huynh muốn đi đâu với cô ở đàn đến này hả? Ta mới là vị hôn thê của huynh mà. Thanh Bình muội muội. Mạnh Xuyên, ngươi đợi đấy cho ta. Cha, con muốn từ hôn. Dựa vào đâu mà dân Thanh Bình con phải cưới tên đồ gỗ kia? Huynh ấy không thích con. Con còn chia huynh ấy kia kìa. Con gái à? Cả phủ Đông Ninh chỉ có 3 gia tộc thần tôn. Dân gia chúng ta neo người, kết thông gia với Mạnh gia đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Chắc con không muốn cưới cái cậu Bạch Quán kia đấy chứ? Nhưng huynh đấy cả ngày qua lại với cô ở đàn điếm kia, xem con là gì hả? Một nhà đầu thô lỗ ăn nhở đậu mà thôi, không đáng nhắc đến. Bắt đầu. Nào, bé tan học về đã luyện tập tay đôi. Mạnh phụ chúng ta sắp thành sân tập võ tiên nhân của hai người họ rồi. Chất tinh liên châu, tiễn ảnh tiễn ba lót. Nghiêu nguyên quả. Thất Nguyệt, tài bắn cung của mụ lại tiến bộ rồi. Vẫn bị huynh chặn hết đấy thôi. Huynh xem huynh kìa, chỉ mấy kỳ giữa cảnh giới tẩy tuổi đã lợi hại thế này. Nếu nâng cao cảnh giới thì chẳng vượt mặt ta trong phút mốt ấy à? Hiện đã họ Bạch kia vẫn bắt nạt huynh như hôm nay được sao? Mụ nói ẩn ý thế là đang khuyên ta từ bỏ nghiên cứu bí kíp chứ gì? Vốn dĩ là vậy mà. Bí kíp là ngưỡng để đột phá cảnh giới vô lộ. Giờ huynh mới cảnh giới tẩy tuổi,
Giỏi gì chứ? Còn xa lắm. Thiên Nhi, Thất Nguyệt phụ thân, Mạnh Thúc. Nào, nào, hai đứa nghỉ một lát, xem ta mang gì đến cho hai đứa này. Vậy làm việc nào. Đợi ta với. Con đấy, đừng nóng quá. Phụ thân con 19 tuổi mới ngộ ra bí kíp, đã nhanh nhất trong lịch sử Mạnh gia chúng ta rồi. Giờ con mới 15 tuổi, giỏi gì chứ? Nhưng con nghe nói phủ Đông Ninh chúng ta có người ở tuổi con đã ngộ ra bí kíp rồi. Đó là đệ tử của Ngọc Dương công chủ đấy. Chúng ta không so bì với người ta, đừng thúc kép mình quá. Con sẽ liệu mà làm. Con đấy, từ bé đã có chính kiến, thập bó tay với con. Biết con thích nghiên cứu tiểu sử thần tôn, nên lại tìm cho con một cuốn đây. Thần tôn Đậm Phong này học đao giống con, chưa biết chừng sẽ giúp ích cho con. Mấy năm qua, để tìm kiếm manh mối bí mật thần tôn trong cơ thể, ta đã tìm đọc hết tiểu sử thần tôn. Nhận ra các thần tôn không ai không ngộ ra bí kíp trước năm 16 tuổi. Có lẽ chỉ cần ta đi theo con đường của thần tôn, ngộ ra bí kíp trước 16 tuổi, thì có thể làm hồn phách biển ý thức của ta mạnh hơn. Ta đã trải qua hàng ngàn cuộc chiến trong biển ý thức, ngay chỉ cách một bước nữa là có được bí kíp. Đêm nay quyết định lên nào. Dùng chân đá thẳng vào cánh cổng bí kíp. Đệ nhất khoái đao, phủ Đông Ninh. Thương truyền 30 năm trước có một tên ma men đến phủ Đông Ninh, hễ gặp rượu là uống, hễ uống là phải say. Khi say thì thích khoác lác với người ta nào của mình nhanh thế nào. Người huynh đệ, người không biết đấy thôi. Ta dùng Tuy Phong đao một cái, giết hết lớp trong lớp ngoài đại quân yêu tộc. Ánh đao với bóng, cứ phải gọi là giết cho yêu quái nghe mà sợ mất mật. Có người hỏi ngươi tài giỏi như vậy, chỉ bằng trổ tài cho mọi người xem thử. Không được, đao này để cho yêu quái xem, không cho người phê mình xem. Ai cũng tưởng bóng ấy khắp lát. Mãi cho đến đêm mưa hôm ấy, yêu quái sắp đến rồi. Mang bên, chạy mau. Ông ấy mở tấm vải bọc đao, lộ ra thanh đao đầy vết nẻ. Không ai nhìn rõ ông ấy dung đơn như thế nào, chỉ nghe tiếng gió rít thì ông ấy đã đứng đằng sau bọn yêu quái. Lại nhìn thấy ánh sáng rợp trời, lũ yêu quái ầm ầm tan xác.
Từ đó ông ấy đã có danh xưng huyền thoại, đệ nhất khoái đao, phủ đông ninh. Biến, tiểu tử con ngộ không ra bí kíp, thì việc gì đến ta suốt ngày đeo bám ông già như ta? Thấy gớm. Sư phụ, đây là rượu ngon mới đến chủ lâu chúng con. Là rượu ngon, tiếc là hôm nay ta cơm no rượu say rồi. Thằng ganh con này suốt ngày nghĩ đến bí kíp, tấm thân gầy gò của con cũng không luyện đập thêm đi. Ta đã hạ cảnh giới xuống cảnh giới thoát thai rồi, sao con vẫn như chưa ăn cơm vậy? Đám xích vào. Vậy thì người mạnh tay hơn nữa đi, quyết liệt vào cho con. Tiểu tử muốn ngộ ra bí kíp thì đầu tiên phải làm được kệ sát kế tinh kỹ năng. Bà thí hợp thành một thị, thể xác là cảnh giới tu hành, là cội nguồn sức mạnh. Kỹ năng là chiêu thức kỹ xảo, giống như thanh đao trong tay con, là công cụ và phương pháp sử dụng sức mạnh. Còn trái tim này khó nắm bắt nhất, là cầu nối giữa thể xác và kỹ năng. Nhưng nếu trái tim mù quáng, cây cọng phủ xương, thì sao hợp thành một thể? Đến đây. Đây chính là nguyên lực của bí kíp sao? Tên tiểu tử này nãy giờ đang đợi ta nghiêm túc lên. Kỹ năng dùng nào của nó có thể gọi là vượt trội so với người đồng lứa. Có lẽ thực sự chỉ thiếu một bước nữa. Hỏi trái tim của con đi. Con muốn gì nhất? Con muốn trở thành thần tôn. Không đúng. Tại sao đao của ta nhanh đến đâu sư phụ cũng đỡ được? Con muốn chém hết yêu trong thiên hạ. Sai. Nếu ta mãi mãi không nhanh hơn ông ấy, ta sẽ dung đao như thế nào đây? Con muốn trả thù cho mẫu thân. Sai. Con muốn chúng đều phải chết. Con muốn mẫu thân còn sống lại. Sai. Sai. Bí kíp qua sơn sụp đổ. Vậy con thà rằng người chết là con. Tiểu tử, con hơi điên đấy. Giữa sự sống và cái chết có đạo lý to lớn. Đạo lý to lớn như thế nào? Rõ cửu trái tim, thấy rõ tâm tính. Con hiểu rồi. Con không nên cầm đao. Mà con nên cầm bút vẽ. Con rất muốn, rất muốn vẽ mẫu thân con. Cho hỏi danh quả mạnh dễ đến đâu rồi? Một đại mỹ nữ ngồi trước mặt con đấy, thế mà con lại dễ phong cảnh. Vậy cho hỏi đại mỹ nữ dễ canh sao phải chạy đến đây? Đừng nói là ai đó muốn con nhân tiện chơi xích đu với người ấy đấy chứ. Mấy trò trẻ con như chơi xích đu, ta chẳng thèm đâu.
mẫu thân vì báo thù. Biết kích chỉ là bước đầu tiên, con nhất định sẽ làm. Thần tôn. Còn tiếp. Giới thiệu tập sao đã nghĩ kỳ chiêu đó tên gì chưa? Con mụ điên kia của Mạnh gia sắp chết rồi. Đi, 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 theo ta ra ngoài mua dưa nào. Hôm nay tủ lâu được Bạch gia bọn ta bao trọn rồi. Tủ lâu có chuyện rồi. Tiền Phương, tên đầu heo này là ai đây? Bạch đi, không ngờ là cảnh giới thoát thai đã kiện nên lành. Cớ sao dân gia lại muốn từ hôn chứ? Các ông tưởng sẽ giấu mỗi chuyện Mạnh tiên cô trọng thương sao? Mạnh gia không còn thần tôn thì không dính tới dân gia bọn ta đâu.